Đây là khu 1 sóng Long Chuột Hiền Thoại nha anh em. Con này biển An Giang. Con này nó cái chắc xe nó zin mọc lắm anh em. Nó zin mọc. 201. 201 đầu ET. Tươi ghê luôn ha, nó tươi mà nó mọc mạc tự nhiên, bắt buộc rồi cũng còn zin nữa, có con cái nó chạy chạy nữa, nó có nó chấm chấm này, thấy không? Sống rồi, thấy nước sơn nó chấm chấm, sơn bạc chấm này, nó làm sẵn gì đó anh em ạ, xe này cũng mới về, chưa có rửa luôn, nhanh vàng ha, lên clip luôn, nó nóng. Con này giá 28.5 anh em nha. Đó. 28.5. Giao giấy tờ cho anh em. Còn anh em rút bộ thì chắc thêm tầm 1,5 triệu đó đây. Là tròn 30 ha. Rút giùm anh em đó, lỗ tiền điện thoại, tiền phí phạm các kiểu. Tại cái xe nó hơi tê mà. Cộng vô cái tiền đó, hồ sơ cao quá anh em dội. Hai mươi tám cũ năm ha, quá dễ xài luôn. Hồi đó mê mà mua không nổi ha, bây giờ là thừa cơ hội đây. Cơ hội tới anh em ơi, cơ hội để mình trả thù quá khứ ha. Chứ thời năm 2001 mà ông nào mà gáp đi gáp với con phu trời màu lông xám này, đầu tiên em thấy nó là màu lông xám này đó, bác Sáu bác cũng mới sớm thôi, ông làm trưởng thôn á, trưởng ấp á, ông mua cái con này, ông chủ bến đò đó luôn, đó nhà ngay bến đò, ngay bến phà 8.000, ông mua về một cái là nó đang thần tượng đúng cái màu này luôn. Cái gan gì 28 năm giá ok đó anh em, mua xài quá quá tuyệt vời. Chứ hồi đó là sao mua nổi, hồi đó ba cái xe này tính ra vàng biết bao nhiêu mà nói. Tính ra vàng dòng biết bao nhiêu vàng dòng rồi đó. Rồi anh em học ý alo ha, hai vỏ này kia đồ lặt vặt nhớt nhau này kia đồ xài thôi. Quên nổ máy. Máy chuẩn lắm anh em ơi. Nồi đá cạch cạch luôn nè. Đó. Ha. Chữ tiếng luôn, cọc cọc.